Rồi, chào các bạn nha, chào mừng các bạn kênh điện tử Nam Duyên. Thì hôm nay mình vừa nhận được con máy máy lọc nước các bạn, Panasonic nhé. Cái máy này nó đang có tình trạng là khách mang đến bảo là chạy mãi không ngắt. Đấy, thì những cái video trước thì mình cũng có làm một cái video về sửa chữa cái máy mà nó chạy mãi không ngắt rồi. Tuy nhiên là cũng có rất nhiều bạn là điện cho mình cái cách sửa chữa và máy nhà em chạy mãi không ngắt mà sao mà sửa mà nó vẫn không ngắt đấy. Thì hôm nay mình tiện mình sẽ làm cái video nó chi tiết cái cách kiểm tra như thế nào nha các bạn nha. Đấy, thì cái này mình cũng chưa xem đâu đấy. Thì đầu tiên vào thì mình quan sát các bạn thấy cái lõi này, lõi 123 này nó rất là bẩn rồi này. Đấy, bây giờ mình sẽ phải thay cái lõi 123 này trước đấy. Thì các bạn thấy rồi, khi mà gặp trường hợp này thì các bạn cứ làm tuần tự từng bước một. Đầu tiên mình kiểm tra dưới này trước đấy, để mình thay thế. Đấy, bây giờ mình sẽ phải thay ba lõi trước các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành thay lõi cho nó. Thì gặp những trường hợp này thì các bạn cứ bình tĩnh làm từng bước một. Đấy, nhất là những bạn thợ, các bạn phải thay từ kiểm tra từ đầu nguồn nước vào. Đấy, video hôm nay mình sẽ làm chi tiết, nó sẽ rất là dài. Đây các bạn bật. Đây mình thay lõi mới nha các bạn nha. Đấy, một trong những bệnh mà đặc trưng của máy lọc nước các bạn thấy là nó lọc mãi không ngắt nha, lọc chậm. Rất nhiều bạn điện hỏi mình cách sửa. Thì các bạn là phải làm tuần tự chứ mình không thể chỉ các bạn là sửa phát ăn ngay nhá. Đấy, mình cũng nói rất nhiều rồi. Đôi cái máy này vậy, bây giờ mình còn chưa biết nó là hỏng cái gì. Tuy nhiên là mình phải phải thay cái lõi cho nó trước, bộ lõi cho nó trước các bạn nhé. Thay lõi số 2. Đấy. Này lõi số 3 mình đã thay trước các bạn này. Lõi số 3 này. Đấy, đối với cái máy này thì bây giờ mình phải tháo ra ngoài để cho các bạn dễ theo dõi nhá. Mình sẽ nhấc hẳn ra ngoài. Đấy, sau đó mình sẽ kiểm tra tuần tự. Để các bạn dễ theo dõi không để trong này thì nó hơi vướng. Này bây giờ các bạn là mình sẽ tạm dừng video, mình nhấc cái này ra ngoài đấy nha. Này bạn nhá, mình đã nhấc ra ngoài, để khung nó đây. Khung nó đây nhá. Đây, toàn bộ cái máy kia. Đấy, cái bình áp này các bạn. Đấy. Đấy nha. Và nước thải mình cũng đã tháo cả dây rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ lắp vào bình áp và mình cấp nước cho nó, mình thử nhé. Đây, bây giờ mình sẽ cấp nước và cắm điện và theo tình trạng như thế nào các bạn nhé. Đấy, thì trước khi mà các bạn cắm điện vào thử thì các bạn sau khi mà thay ba cái lõi này các bạn phải xả e cho nó, để mình cũng vừa xả e rồi. Đấy, mình đã cấp nước vào đây các bạn. Đây, vòi nước nha. Để cắm điện nha các bạn nha. Đây, ổ điện này. Đấy, máy chạy các bạn. Máy chạy nha, đây. Có nước thải ra các bạn. Đấy. Đấy, máy chạy các bạn nha. Kêu do do này. Đấy, bây giờ mình sẽ kiểm tra cái đường dầu nó như thế nào mà máy chạy mãi không ngắt nha. Đấy các bạn này. Giò giọt này. Đấy, để các bạn tiện theo dõi ấy. Thì bây giờ mình sẽ nhấc hẳn những cái lõi tạo khoáng với cái bình mình bỏ ra ngoài trước nha, để các bạn dễ theo dõi. Đấy, đỡ rắc rối. Đó. Đấy, bạn nước thải bây giờ vẫn ra này. Trong khi đó nước dầu không ra các bạn, giò giọt này. Đó. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra tuần tự nha. Đối với cái máy lọc nước mà chạy mãi không ngắt này này. Thì đầu tiên thì các bạn kiểm tra đường nước trước. Đó. Đây. Giờ mình rút điện ra đây nha. Đấy, để
Kiểm tra đường nước thì các bạn vặn ngay cho mình cái đường sau sau van tử này các bạn. Sau van tử vào bơm xem là nước nó có mạnh thế nha. Đấy, đây là điều kiện cần để cái bơm này nó bơm các bạn. Đây, bây giờ mình cắm điện vào xem con nước nó đã ra đến đây nha. Đấy các bạn thấy chưa? Nước rất mạnh, chứng tỏ là van tử không bị kẹt, không bị tắc nha. Đấy. Thì gặp những cái trường hợp này thì các bạn cứ kiểm tra tuần tự như của mình. Đấy. Như mình hướng dẫn các bạn làm. Rất là đơn giản. Mình sau khi kiểm tra một loạt tuần tự rồi thì mình sẽ chỉ ra được những cái gì mà hỏng hóc mình cần thay thế. Đấy, sau khi đã kiểm tra van tử không bị kẹt rồi thì các bạn chuyển sang kiểm tra bơm có áp xem có đủ áp lực không nha. Đó. Thì đối với kiểm tra cái bơm cao áp này có đủ áp lực hay không thì mình có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn khi mà bạn không có đồng hồ ấy, thì các bạn cứ tháo ra như mình như này. Sau đó các bạn cắm vào cho máy chạy. Đây các bạn, nó phun ra này. Phun ra nha. Đó. Và các bạn dùng tay bịt. Đây. Các bạn này. Bịt mà các bạn cảm giác là nó xịt mạnh này các bạn. Xịt mạnh. Nó phun sương như này này thì là ok. Đấy, thì đối với những bạn nào mà không có đồng hồ ấy thì các bạn dùng cái phương pháp thủ công như thế này. Tuy nhiên cái này là ai mà sửa mà có kinh nghiệm thì các bạn như mình ấy, mình ấn này biết ngay là bơm yếu hay bơm không yếu. Đấy, còn những bạn nào mà chưa sửa hoặc là các bạn lần đầu tiên mới làm ấy thì nó hơi bị hơi gọi là các bạn không đánh giá được cái bơm này nó yếu như thế nào. Đấy. Thì cách thứ hai thì mình sẽ đo một cái đồng hồ đo áp suất nhé. Đây các bạn, đồng hồ đo áp suất đây. Thì video lần trước mình cũng đã nói rồi, nếu bạn nào mà muốn sửa chữa mà nó khoa học ấy, thì các bạn nên sắm một cái đồng hồ như này, rất là tiện dụng. Đấy. Thì cái này thì hiện tại mình ở chỗ mình đang có bán, mình làm cho cả cái khóa này, về các bạn chỉ cần cắm vào thế này thôi thì là 200.000 một bộ nhá. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ đo áp suất cho các bạn xem, bật điện nha. À, nhầm, đút vào cái đường này phải. Đây, từ bơm ra đây các bạn. Đấy, đầu ra của bơm này. Các bạn chỉ cắm vào đây thôi. Mình đã thiết kế cái nút nối nhanh rồi. Đấy, các bạn này. Đấy, giờ mình chỉ cần khóa này vào mình đo được áp suất nhá. Mình làm hơi khó làm. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó. Đây áp suất của bơm lên là 5,6 kg trên 1 cm vuông nha. Đấy, như vậy là cái bơm này vẫn còn ok nha các bạn nhé. Đấy, mình nhảy ra này. Đấy, bơm này vẫn còn tốt này. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ tháo ra. Đấy, bây giờ mình phân tích một chút. Đấy các bạn thấy là kiểm tra nước và bơm ok này, áp suất đồng hồ ok này. Vậy khi mà kiểm tra những cái trường hợp này mà những cái thiết bị này mà đã ok rồi các bạn, như vậy là các bạn biết ngay là cái máy này nó lọc chậm là do cái gì đâu ạ, do cái bộ phận nào đúng không, đó là do tắc rồi do ô đấy. Nên là các bạn khi mà cái máy nhà bạn mà nó chạy không ngắt hoặc nó lọc chậm thì các bạn phải kiểm tra tuần tự như vậy thì các bạn mới kết luận cuối cùng là cái lõi dầu bị tắc nhá. Đấy, còn nếu mà các bạn mà thấy là người ta nói bảo là chắc là tắc lõi dầu rồi mà các bạn mua lõi dầu về mà các bạn chưa kiểm tra tuần tự như vậy. Đấy, ở đây còn nguồn mình chưa kiểm tra, tuy nhiên là mình kiểm tra bơm trước nên cho nên là mình đỡ mất công mất thời gian. Đấy, mình kiểm tra bơm luôn, bơm mạnh thì mình kết luận luôn là cái lõi dầu này bị tắc. Đấy, còn khi mà các bạn kiểm tra bơm mà nó yếu chẳng hạn thì các bạn quay lại kiểm tra nguồn xem nó đủ chưa. Đấy, sau đó các bạn mới kết luận là lõi dầu bị tắc nha. Đấy, bây giờ mình sẽ thay lõi dầu khác. Đấy, để thay thì các bạn chỉ cần vặn cái nắp này ra thôi. Đấy, vậy các bạn dùng cái cờ lê này. Cái này có cái này thì các bạn tháo rất là dễ nha. Nó hơi chặt các bạn. Bạn này nó ra nha.
Đấy thì mình cũng nói nhiều lần là khi mà các bạn máy nhà bạn mà lọc mãi không ngắt ấy, thì các bạn kiểm tra tuần tự như vậy. Nếu các bạn yêu cầu là mình chỉ hỏng bộ phận nào thì cũng khó các bạn nhé. Đấy các bạn thấy là đây này, lõi này cũng đây, các bạn thấy chưa, vôi này. Đấy, có rất nhiều vôi trong này. Đấy, bây giờ mình sẽ phải tráng cái này đi sạch sẽ các bạn nhé. Đấy, sau khi đã vệ sinh sạch sẽ rồi, bây giờ mình sẽ thay cái lõi dầu ôm mới nha. Đấy các bạn, bạn chỉ cần đút vào thôi, đút lựa vào đúng đúng cái khe trong này thôi. Đó, ok. Đây các bạn vặn vào. Lặp lại nha các bạn nha. Đấy, ở đây một số bạn cũng hỏi mình này. Cái dài này nước ra dầu ô nha. Lắp cho ta lắp cái vòi mà có van áp cao à. Đấy thì cũng có rất nhiều bạn là cũng mua đồ cho mình đấy, thì mình cũng đã ship cho. Đấy, ngoài ra thì mình cũng nhiều bạn cũng điện cho mình cũng gặp rất nhiều khó khăn nhé. Tuy nhiên là mình cũng tư vấn gọi là hết mức có thể. Nên là nếu mà bạn nào mà gọi là sửa mà các bạn không có kết quả thì các bạn có thể gửi qua bưu điện để mình sửa cho các bạn nhé. Đấy, khi mà các bạn gửi hàng cho mình thì đối với cái bệnh mà chạy không ngắt ấy, các bạn gửi cho mình cái nguồn này, cái bơm này và cái cục dầu ô này với cục hạn dòng. Đấy, các bạn gửi lại cho mình những cái bộ phận như vậy. Ngoài ra thì những cái lõi này thì các bạn có thể tự thay được nhá. Đấy, thì bạn nào mà gặp khó khăn thì các bạn có thể gửi cho mình và mình sẽ sửa chữa test ok, mình sẽ gửi lại cho các bạn. Đấy, đấy các bạn gửi tháo nguồn này, van từ này, nói chung là nguồn, van từ, bơm, cốc dầu, van áp cao, thế thôi. Đấy, những bộ phận như vậy. Sau khi sửa xong thì về các bạn tự gọi là lắp vào nhá. Rồi, ok, bây giờ xong rồi, mình sẽ lắp cái đường nước vào cốc dầu. Sau đó mình thử cho bạn xem nha. Đấy, sửa máy lọc nước cũng đơn giản các bạn. Các bạn phải làm từng bước một. Đấy, mình bật điện, cấp điện nữa các bạn. Rồi, đợi một lúc nha. Đấy, khi mà cấp điện và mình cấp nước vào các bạn, đấy là nó phải có một ít thời gian để nước nó vào màng dầu. Đấy, nước thải ra nha các bạn. Đợi một lúc xem nào. Đấy, như vậy là cái van hạn dòng này cũng bị tắc các bạn nhé. Các bạn thấy chưa, nước dầu mà ra nhiều hơn nước thải này, dẫn đến tắc rồi cái van hạn dòng này nhé. Đấy, bây giờ mình phải thay cái van hạn dòng mới cho nó. Đấy, cái này mà các bạn mà không để ý là cái lõi dầu nhà bạn chạy một lúc là nó sẽ thủng ngay nha các bạn nhé. Đấy, rất là nguy hiểm. Đấy các bạn này. Đấy, giờ mình phải thay van hạn dòng mới nhé. Bởi vì vừa nãy mình rút ở trong cái ống ra nó có rất nhiều vôi. Đấy, cấp điện lại. Đó, bạn thấy chưa? Đấy, nó phun thành tia này mà. Đó, bây giờ mình sẽ bịt này xem nó ngắt thế nha các bạn nha. Đấy các bạn thấy không? Ngắt rồi nha, đây. Để nó thành này, mình bịt nha các bạn. Đấy, ngắt nha các bạn nhé. Đấy, đường nước thải nó vẫn còn áp suất nên nó vẫn chạy một lúc.
Đây. Đấy, bé dần các bạn. Đó. Bé dần nha. Đó. Bạn thấy chưa? Khi bịt cái này các bạn thấy là nó sẽ ngắt luôn nhá. Đấy, máy còn chạy nữa, về về nước vẫn còn ra đây, các bạn thấy là nó vẫn còn có áp suất ở trong cái cốc dầu này, nó có áp suất nước nó chảy bé bé này này. Đấy, sắp hết rồi các bạn. Đó. Bình thường là máy ngắt rồi, tuy nhiên là các bạn ở ngoài không cảm nhận được. Đây mình máy dừng hẳn rồi. Đấy, nước thải tịt nha các bạn nha. Đó. Và mình thả lại tay ra nó lại ngắt chạy lại này các bạn. Đó. Ok chưa? Đó. Đấy, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn sửa thành công cái bệnh máy lọc nước mà đấy, lọc chậm mà chạy máy ngắt nhá. Rất là đơn giản. Rồi. Thì bạn nào mà cần mua linh kiện thì các bạn có thể là nhắn tin trực tiếp vào Zalo của mình nhá, mình sẽ gửi cho các bạn tất cả những linh kiện sửa chữa máy lọc nước nha. Rồi, xin chào bạn, chúc bạn thành công nha.